Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Video hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chúng ta nạp tiền vào ví Momo nha các bạn. Thì để nạp tiền vào ví Momo có rất là nhiều cách để chúng ta có thể nạp tiền vào ví Momo. Thì cách đầu tiên các bạn có thể vào cửa hàng của điện máy xanh hoặc TJ di động để các bạn nạp tiền mặt vào ví Momo của các bạn. Hoặc hai là các bạn có thể vào cửa hàng của FPT Shop để các bạn nạp tiền mặt vào ví Momo của các bạn nhé. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chúng ta nạp tiền bằng hình thức khác, đó là hình thức nạp tiền vào ví Momo bằng tài khoản ngân hàng nha các bạn. Thì mình đã liên kết tài khoản ngân hàng của mình với ví Momo rồi, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp tiền vào ví Momo bằng hình thức là nạp tiền với tài khoản ngân hàng. Rồi mình sẽ vào ví Momo của mình để mình nạp tiền. Rồi tài khoản của mình, tài khoản ví Momo của mình hiện tại số tiền còn lại là 7.000. Vậy đến nạp tiền, ta hãy chọn vào mục nạp tiền này nhé. Rồi đây chính là hình thức mà mình sẽ nộp tiền vào ví Momo, đó là mình liên kết với tài khoản ngân hàng của mình. Thì để liên kết như thế nào thì các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn trên mạng các bạn nhé. Trong video hôm nay thì mình sẽ không hướng dẫn cách liên kết nữa, thì các bạn có thể tìm xem các video trên mạng. Đây thì để nạp tiền tiền mặt, các bạn có thể nạp tiền tại điểm nạp rút Momo, đó là mục dưới đây. Các bạn hãy tìm địa điểm nạp rút Momo. Đây các bạn hãy chọn đây để các bạn tìm kiếm nơi ở gần nhất của bạn để các bạn ra để các bạn nạp tiền. Các bạn chọn mục cuối cùng nhé, nạp tiền tại điểm giao dịch này, tại điểm gần nhất này. Rồi các bạn tìm điểm nạp rút mục cuối cùng đây. Nếu các bạn muốn nạp tiền mặt vào đây. Đây chính là bản đồ. Điện thoại sẽ tìm nơi gần nhất để chúng ta có thể ra nộp tiền mặt cho tài khoản ví Momo của chúng ta. Đây, các bạn chọn mục nạp tiền này nhé. Nạp tiền đây. Đó. Thì các bạn lưu ý là trước khi bật tính năng này thì các bạn phải kích cho mình phần vị trí này nhé, định vị á. Định vị trên điện thoại á, thì điện thoại mới có thể tìm được vị trí của chúng ta và có thể tìm được nơi nạp tiền gần nhất cho chúng ta. Đây chính là nơi gần nhất mà mình có thể ra nộp tiền ví Momo của mình, đó là cửa hàng của FPT Shop này, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh này đó. Đây là nơi gần nhất của mình. Rồi nếu các bạn nộp tiền bằng hình thức này thì các bạn hãy làm theo như mình nhé. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách chúng ta nạp tiền vào ví Momo bằng hình thức khác, đó là mình sẽ nộp tiền bằng tài khoản ngân hàng của mình. Bây giờ mình sẽ quay lại. Rồi mình sẽ điền số tiền mà mình muốn nạp là 2 triệu này. Đó. Và mình sẽ chọn tài khoản mà mình còn dư tiền đấy các bạn. Đó, tài khoản BIDV này, MB Bank này, ngân hàng Vietcombank này đó. Ở đây mình sẽ chọn BIDV, mình sẽ kích vào và bấm vào mục nạp tiền. Rồi các bạn xem kiểm tra đã đúng chưa, nguồn tiền này, BIDV số tiền 2 triệu này. Ví giao dịch miễn phí này, tổng tiền 2 triệu này. Rồi bấm vào xác nhận cho mình.
Rồi các bạn điền mật khẩu của các bạn nhé. Điền xong các bạn sẽ được giao diện thế này. Mama. Đó, nội dung bị ấn, tức là mình đã nào thành công rồi. Giao dịch thành công này. Thời gian thanh toán đó. Mà giao dịch dịch vụ đó mình đã nạp thành công rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vào kiểm tra số tiền, số dư trong ví của mình nhé. Mình sẽ vào màn hình chính này. Đó. Số tiền hiện tại của mình là 2.700.000 đồng này. Mình sẽ kích vào xem đó. Mình đã nạp thành công rồi đúng không các bạn? Đó. Vậy là mình đã nạp thành công. Video của mình xin tạm dừng tới đây nhé các bạn nhé. Nếu các bạn thích video này và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh mình. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.